Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Trưa nay thật sự là không biết ăn gì hết mọi người. Và nay mình có ghé vào cái quán cô hay bán hàng rong chỗ mình mọi người, bán bánh cuốn mọi người. Trứng gà thì mình vừa mới chiên thêm nhá. Đó, mọi thấy trứng gà nhà nuôi thì là màu vàng đẹp luôn mọi người nhá. Đây, bánh cuốn này như này đơn giản thôi. Rồi bây giờ khá là đói, mời tất cả mọi người ăn nhá. Đói lắm rồi mọi người. Món khoái khẩu nhất của mình là trứng gà mà cuốn bánh tráng này, chấm nước mắm này. Đây, mời tất cả mọi người dưa leo này. Bây giờ mấy cái món nào mà có cuốn như này mọi người, thật sự nó không thể nói từ ngon được nữa mọi người. Ngoài cái từ ngon ra không thể miêu tả được cái từ gì thêm ấy. Trứng gà mà cuốn bánh tráng như này chấm thôi rồi. Thôi chảy. Nước cá ngon, ngon. Không đánh hỏi mà. Trứng gà cuốn bánh tráng ăn ngon là phải biết cuốn này. Mình thích nhất là xem người ta ăn cái gì mà có cuốn cuốn như này ăn mới ngon mà. Tôi đùa luôn. Ăn trưa mà người đúng là 12 giờ trưa gần 1 giờ chiều đấy. Ăn trưa với món bánh tráng cuộn trứng gà đây. Nhấp nắp. Cuốn này ngon. Như bên hỏi nè. Thịt mọi người nhá. Thịt. Thịt nướng. Ăn thôi phải biết. Tuyệt vời. Bữa ăn như này phải ngon hơn khi mà mình ăn cơm hay là ăn bún ở huyện mà. Đây là mình đi mua bánh tráng không? Mình cho nó đủ. Kết hợp với bánh cuốn.
mình sợ chân gà đây mình cuốn ăn không đủ mọi người. Ăn là trứng gà mình nuôi á, ăn nó sẽ ngon hơn và nó sẽ ít hơn. Topping ở trong đây khá là nhiều rồi. Phải nói mọi người nó ngon xuất sắc, có thịt nướng này.
uống này cũng khá là nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.